Bạn nhỏ ơi, khoai tây thơm ngon ăn nhiều cho lớn. Này là bát với dĩa với thìa, em rất xinh em đeo lên rồi. Em giúp ăn ôi chao ngon miệng cả nhà cùng vui. Bạn nhỏ ơi, rau xanh tươi ngon ăn nhiều cho mát. Bạn nhỏ ơi, rau xanh tươi ngon ăn nhiều cho mát. Này là bát với dĩa với thìa, em rất xinh em đeo lên rồi. Em giúp ăn ôi chao ngon miệng cả nhà cùng vui. Bạn nhỏ ơi, xem mẹ kho thịt cá thật thơm. Này là bát với dĩa với thìa, yến rất xinh em đeo lên rồi. Em giúp ăn ôi chao ngon miệng cả nhà cùng vui. Bạn nhỏ ơi, thêm vitamin hoa quả nữa nhé. Xoài rồi bơ rồi lấy kiwi đu đủ ôi ngon quá đi. Này là bát với dĩa với thìa, yến rất xinh em đeo lên rồi. Em giúp ăn ôi chao ngon miệng cả nhà cùng vui. Dậy đi thôi bạn tôi ơi, trời sáng rồi, nắng lên cao gió lao xao vườn vai đón chào. Dậy đi thôi bạn tôi ơi, chim hót rồi, sương sớm long lanh hoa lá rung rinh thật trong lành. Wow, wow. Nào chun ơi, nào chín ơi, ngày mới đến rồi. Bé yêu ơi, đến răng thôi, thơm tho miệng cười. Nào chun ơi, nào chín ơi, thay áo mới nào. Trái tóc nhẹ nhàng, cặp sách gọn gàng, ta sẵn sàng. Bố mẹ nấu món gì thế nhỉ? Này em chín ơi, này em chín ơi, ai sang nào. Sữa tươi thơm cộng ly đang trong bếp rồi. Này em Chin ơi, này em Chin ơi, ăn món gì nào? Cháo hay cơm, bún hay xôi, mầm mầm ngon quá trời. Nào hai con ơi, nào hai con ơi, xuất phát nào. Bước lên xe bố lái bon bon, nhớ ngồi cho ngoan. Nào hai con ơi, nào hai con ơi, ta đến trường. Bánh xe lăn của phố đông vui, sắp tới nơi rồi. Cô giáo em kìa. Cô chào Chun Chin. Con chào cô. Vào lớp nhá. Chúng con chào bố. Này chị Chun ơi, này chị Chun ơi, đi lớp rất vui. Ghế bàn này, sách vở này, bao nhiêu trò chơi. Này chị Chun ơi, này chị Chun ơi, em yêu lắm em. Có sáng dịu dàng và rất nhiều bạn. Ôi đẹp quá trời. Chào buổi sáng. Cô giáo con. Nếu có ai hỏi vì sao con thích được đến trường, con sẽ rằng vì cô giáo rất dễ thương. Cô giúp con cầm bút khi tô màu, dạy con vẽ mặt trời, vẽ con tàu. Trường học với con là nhà thứ hai, ở nơi đó có mẹ yêu là cô. Hãy
được đến trường. Con sẽ thưa rằng vì cô giáo rất dễ thương. Cô dạy con tự biết cách đi giày, chân trái chân phải đã xong ngày. Trường học với con là nhà thứ hai. Ở nơi đó có mẹ yêu là cô. Con sẽ không quên ngày đầu tiên đi học. Nhớ ba mẹ con không? Cô bé con lên và ôm ấp bộ về. Đừng khóc, cô thương nhiều nhé. Xe của tớ kêu thế nào đấy? Nào bạn ơi mau đến đây, hãy đoán xem tớ là ai. Tớ có gương hai bên thân mình, đèn nhấp nháy sau đuôi và trước mặt. Bật động cơ lên rum rum rum. Chính tớ đây. Là ô tô này. Để tôi biểu diễn nhấp nháy đèn cho các cậu xem nhé.
còn đây là gương của tớ này. Đố các cậu biết động cơ của tớ kêu thế nào đấy. Chị Hằng ngủ chưa? Chị Hằng đang nằm ngủ đêm, thế nhưng sắp sáng vẫn chưa ngủ được. Thế là ra đếm thỏ con, đếm xong 1.000 đếm sang 1 vạn. Rồi lại đêm tối vân vân, đến khi ngủ được thì trời sang trưa. Chị Hằng là chị Hằng nha, chị chăm thỏ ngọc ú na ú nần. Nhà chị ở ít dưới trần, xuống thu chị muốn một lần về quê. Thằng cuội đang nằm ngủ trưa, thế nhưng sắp tối vẫn chưa ngủ được. Thế là ra đêm tàn trâu, đêm xong 1.000 đêm sang 1 vạn. Rồi lại đêm tối vân vân, đến khi ngủ được thì trời sang đêm. Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Nhớ nhà cuội muốn về rồi, chúng thu cuội muốn về chơi với bà. Một nhà du hành mặt trăng, thế nhưng sắp sáng vẫn chưa ngủ được. Ông liền ra đếm vì sao, đếm xong 1.000 đếm sang 1 vạn. Rồi lại đêm tới vân vân, đến khi ngủ được thì trời sáng trưa. Phi thuyền ông đáp mặt trăng, cách xa trái đất nửa năm đã tròn. Ông ngồi nhớ vợ nhớ con, chúng thu sắp đến vẫn còn ngồi đây. Thế nhưng sắp sáng vẫn chưa ngủ được. Ông liền ra đếm vì sao, đếm xong 1.000 đếm sang 1 vạn. Rồi lại đếm tới vân vân, đến khi ngủ được thì trời sáng trưa. Trung thu là Tết đoàn viên, ai đi xa cũng một phiên trở về. Bé con đợi bố về quê, bánh nướng bánh dẻo tràn trề đầy mâm. Cây đâm trôi, lá lớn nhanh,
xanh rì rào. Mưa rồi, mưa rơi rồi, mưa rơi từ đám mây trên trời. Chú ếch tuyệt đi bơi rồi, chú ếch vui ca ục ục. Mưa rồi, mưa rơi rồi, mưa rơi từ đám mây trên trời. Những chú lạc đà trên sa mạc uống nước mưa là no bụng rồi. Màu xanh là ánh bộ đội, màu xanh, màu hồng là bông hoa nhỏ, màu hồng, màu đỏ.
đều trắng ngần. Ước mơ có được bộ lông lấp lánh, lông nhiều màu sắc nhất trong khu rừng. Quả công nghĩ suy đêm ngày, tìm nhiều màu sơn hia lâm này. Tình tính tăng tăng ngồi đây, quả liền nhanh tay vẽ công trước nào. Họa sĩ quả trổ tài đây. Công ơi, đôi cánh xanh xanh biếc này được đấy, chiếc đuôi hãy xòe to ra công nhé. Đừng ngồi tổ vẽ mất nguyên một ngày. Vàng camia thêm hồng, hình tròn màu xanh dắt thêm nhu nào. Xong đèn, rồi đèn, đèn, đèn. Tuyệt vời. Đẹp chưa một này. Một chàng chim công đang nhiều nhất vô. Phải công không nhỉ? Bây giờ công tô cho tớ nhé. Xong xuôi lại tiếp đến công tô quả, mới tô cái đầu ôi sao lâu thế. Quả buồn trần quá ngon nghiêng không ngừng. Mùi thơm ia chắc là ở làng bên kia chắc đang chiên gà. Công ơi, cậu tô nhanh lên, ta đói quá. Nhanh lên kẻo người ta ăn hết gà mất. Quả cuông chân nhanh lên nhá, vội vàng nhảy vào thung sơn đi à đánh tung. Nó nề quả kia mới bay về rừng, ghé qua suối rồi soi gương xuống nước. Giật mình quả thấy ôi ai đen xì thế này. Quả ơi cho nên vội vàng, quả mà chịu kiên nhẫn thêm chút thì giờ đã xinh như bạn công. Quả ngồi thấy không mất 3-4 ngày. Công ơi, tớ nghĩ lại rồi, tớ thấy màu đen cũng đẹp, vừa sạch sẽ lại vừa ngầu nhỉ. Bác sĩ xin khám bệnh giùm, sao họng ba đau cứ ho cả ngày. Lọ siro không đắng tiệu nào, ba uống sẽ mau khỏi thôi. Chào bác sĩ xin khám bệnh giùm, ba sợ chán thấy sốt cao rồi này. Vậy ba mau uống nước thật nhiều, ba sẽ mau khỏi thôi. Chào bác sĩ xin khám bệnh giùm, ba bị đau răng không ăn được gì. Ngậm nước nuôi ba súc miệng đều thì ba sẽ mau khỏi thôi. Chào bác sĩ xin khám bệnh giùm, sao họng ba đau cứ ho cả ngày. Lọ siro không đắng tiệu nào, ba uống sẽ mau khỏi thôi. Chào bác sĩ xin khám bệnh giùm, ba sợ chán thấy sốt cao rồi này. Vậy ba mau uống nước thật nhiều, ba sẽ mau khỏi thôi. Chào bác sĩ xin khám bệnh giùm, ba bị đau răng không ăn được gì. Ngậm nước nuôi ba súc miệng đều thì ba sẽ mau khỏi thôi. Wow. Ống nghe này, mũ này. Lại đau bụng rồi. Ba ơi, ba khám cho con
Nào ăn thêm một chút rau xanh, bác sĩ sẽ mau khỏi thôi. Thật hả ba? Siêu nhân không sợ ma. Đừng đi đây. Sợ ta chưa? Hơi nhóc con kia sợ ta chưa? Ngài zombie, ta sẽ đến đây trong ngày mưa. Chẳng còn gì để khiến cho ta lo sợ, người chỉ có trong tưởng tượng thôi. Quái vật đây! Chạy đi đâu, hơi nhóc con kia, chạy đi đâu? Ngài quay thu, ta sẽ tấn công trong rừng sâu. No, 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 ta có siêu nhân, nên chẳng còn gì để khiến cho ta lo sợ, người chỉ có trong tưởng tượng thôi. Thật là ghê, siêu nhân cũng không thể nào mê. Sợ quá. La la la, cao gấu bông đầy đêm nên chẳng thể làm gì khiến cho em lo sợ. Nào bé ơi ngủ ngoan nha. Chúng mình không cần sợ hãi, ma quỷ và quái vật chỉ có trong tưởng tượng thôi. Cô giáo con. Nếu có ai hỏi vì sao con thích được đến trường, con sẽ thua rằng vì cô giáo rất dễ thương. Cô giúp con cầm bút khi tô màu, dạy con vẽ mặt trời, vẽ con tàu. Trường học với con là nhà thứ hai, ở nơi đó có mẹ yêu là cô. Được đến trường con sẽ thưa rằng vì cô giáo rất dễ thương. Cô dạy con tự biết cách đi giày, chân trái chân phải đã xong này. Trường học với con là nhà thứ hai, ở nơi đó có mẹ yêu là cô. Con sẽ không quên ngày đầu tiên đi học, nhớ ba mẹ con không. Thương nhiều nhé. Con thích được đến trường. Con sẽ thưa rằng vì cô giáo rất dễ thương. Cô luôn dẫn con
trường học với con là nhà thứ hai. Ở nơi đó có mẹ yêu là cô.